rạo rực lúc em. Thầy em đã thua bài học sáng nay, trong bài giảng có bụi phấn trắng bay bay trên. Thank you.
Đã bao ngày tháng em mời cô thương hại anh, biết phải làm sao gọt tình em đi về đâu. Tâm chân tình ấy sao người tốt với em, làm em ngày càng lún sâu. Nhảy và chơi nè, đúng rồi. Là thằng Ray cả Mai là Mai cũng đều phải nói là đúng rồi. Đúng từ cách tung hứng, cách họ họ gieo vô tay và đứng ngồi. Hai năm trong rap game xong rap lên thế này không đúng rồi. Đúng rồi, công nhận là không đúng rồi. Đúng rồi, đây là thứ âm thanh của 5.000 giờ luyện tập mới đúng rồi. Đam mê là một phần đồng nghĩa với cả nghiệp nên đúng rồi. Đúng rồi, bật chế độ húng mồi. Bọn ích kỷ thích chỉ thích chắc chỉ thích cảm giác mình đúng rồi. Đúng. Trong thế gian đang vui mừng đón xuân, chắc
Rồi đây, người nói ra bao nhiêu câu đắng cay. Không yêu thì thôi em về đi, đừng nghĩ suy, tôi sẽ cố quên em. Có thank you.
anh hãy về. Nhật nguyệt ý a trên cao, Hãy
một chiếc áo dài cho em đi. Mùa xuân tới rồi, mặc vào người rồi ra quỳ lễ. Tôi bước nhanh trở về chốn xa vời, tìm hơi ấm tay người như bao che thơ nhớ chi nỗi hồng mẹ dâu.
ơi ai ơi, giá biệt làng quê, đêm đêm hỏi con nhi. Bây giờ 2 giờ sáng anh đây đã tới đường. Ta ngồi bên cạnh nhau lặng im ngắm phố phường. Trong lòng anh giờ đây từng cảm xúc bất thường. Vừa đại chưa kẻ xê.
đi bên nhau nắm tay. Hoa Lâm xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị. Chiều nào tiễn nhau đi khi bóng ngả se. Any money more? Got your best advice, so if she holla, if she holla, let her go. 'Cause shawty is a any mini money more lover. 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 No no no. Lỡ yêu thương hôm qua em đã cần mẫn và chăm chỉ. Và những cô gái đã cần mẫn chăm chỉ thì thường được ví như những cô tấm. Có lẽ chính vì thế mà các cô gái của nhóm Tích Tích Tắc đã hát rất hay một ca khúc của Ngọc Châu viết cho bộ phim Chuyện Nhà Mộc, ca khúc Cô Tấm Ngày Nay của nhạc sĩ Ngọc Châu. Ngày hôm qua không như là
ngày thơ bé vốn đùa chơi. Xin gọi trong giấc mộng còn chú thương yêu xin đưa
giờ đêm nhìn vào gương. Thời gian đứng yên lắc đầu cho đôi tình yêu đắm trong. Trả nợ người
Sound the same. When a girlfriend talk about you, wonder she tear me down. The laughing, sau răng đầy vỡ. Người đừng khóc tình tôi. Đêm đã khuya rồi, quán họ ơi, mà tình quán họ dần
có gì lạ không em? Con sông khuya buồn lắm, không thể hát trong. Trôi vừa qua anh chỉ là hình bóng của ai mà anh không hề hay biết. Làm sao cho vơi bớt đi những tiếng yêu hôm nào, làm sao cho vơi bớt đi những giọt lệ đắng cay. Tình yêu không đổi thay nhưng lòng người hay thay đổi. Với anh không còn tin em nữa đâu. Hỡi có câu là một người làm qua này, cả họ được nhờ này, cả năm học hoa này, đổi bằng một giờ này. Các cụ có câu là học tài thi vận đôi qua thì cháu mới được cả nhà khen nhờ, nếu thi trượt thì mẹ cháu bắt đi xuất khẩu lao động này. Trước khi thi mẹ không cho ăn chuối vì nếu thi trượt thì về. Nhìn ngôi
sao lấp lánh suốt kênh. Mà em vẫn cứ mãi mê em ngồi, bàn tay em mân mê trượt trên những sáng chê. Điều gì làm em thích thú như thế kia? Người ta vẫn nói đó là công nghệ, người ta vẫn nói ôi sao. Xanh tươi mơn man rực bóng cây, mặt hồ yên ở lấp lánh những ánh nắng mai nhẹ nhàng chạy theo. Yêu em
chẳng dám hứa. Xin Cha thương ban ân phú hai người đẹp duyên thắm tươi, khi vui hay khi đau khổ suốt đời tình chẳng nhạt phai. Quỳ đây tay trao chung tay giây phút vui này một ngày và nghe tim rung theo tim. Hãy trở về với Cha nhân lành, hãy trở về để sớm hồi sinh, hãy trở về sống trong an bình, trở về để mãi sống trong ân tình. Bao năm hôn em.